anh đâu rồi? Em mù hả? Quốc, ta mệt dữ lắm rồi, hết Valentine rồi. Bây giờ thì đường ai nấy đi đi, ta không muốn kéo dài tới 8 tháng 3 đâu, tốn tiền lắm. Nhưng mà em có kêu anh làm gì đâu. Nãy nàng mới kêu Quốc á, một lần thôi là ta chán rồi, ta không muốn bị bệnh thận. Anh nói gì ạ? Một lần thôi, một lần là đủ rồi, kể từ ngày mai xem như không quen biết. Qua 12 giờ rồi hả? Dạ, xong rồi. Thôi đừng có buồn, đàn ông mà năm thê bảy thiếp không có gì lạ hết. Em chỉ lo anh ấy mệt quá thôi. Làm hoàng thượng mà sướng vậy đó. Còn nữ nhi chúng ta tuổi thân thiếu mụ nội nha, qua 30 tuổi là bị chê lên chê xuống, có khi gần 3 tháng trời không gần gũi được cái nữa, muốn chết cho xong. Nhưng nghĩ lại làm vậy thì ngu, cũ với một người nhưng mới với dạng người lận. Em có muốn đổi gió với chị không? Mấy tháng trời ở trong cung mà không lần nào được thi tắm hết, kiểu này chắc ta điên quá. Có lần ổng còn nói ta già rồi chê ta mập nữa. Chắc ta phải sắp xếp suốt cùng một bữa để làm điều gì đó cho ổng hối hận luôn. Nói giỡn thôi, đừng tưởng thiệt nha, bị chém đầu chết cha luôn á. Thôi ráng chịu đựng đi chị ơi. Em, ổng về rồi kìa, xong rồi đó. Em đâu quan tâm, ổng chơi vui thôi mà. Thôi chắc cũng hết cốt rồi, ta cũng không cần đâu. Tối nay mượn ngủ với ổng đi. Đi đi, ta không buồn đâu, đi đi. Anh mệt hả? Tại sao hỏi ta vậy? Ta là người có ý thức, ta ngắt nửa ống còn đi dành nửa ống lận. Anh đủ bản lĩnh để ngắt hả? Nói dốc bà bắn, em không tin. Tin sao giờ chị? Ông nói còn nửa ống kìa. Trời ơi, nửa ống đó cũng không có tác dụng gì với ta đâu. Thôi hai người đi chơi tiếp đi, ngày mai ta xuất cung. Nhưng trước khi xuất cung, tôi nói cho ông biết nha, tôi chỉ mới ngoài 30 thôi, chứ chưa có tàn đâu nha. Cuộc đời ta không thích đụng chạm với phụ nữ của nhiều mục rồi. Mỗi lần muốn thị tẩm, nhìn cái bản mặt đầy mục rồi, mà với chị một dù duyên cũng đỡ, mọc đầu ngay cái đít, dạch ra nhìn hết hứng luôn à. Đúng là đàn ông mà, chiếm được xong rồi bỏ. Ê, nè, ta nói còn nửa ống thật mà. Sao nãy không xài hết luôn đi, chưa nửa ống chỉ vô tác dụng. Các nàng đều là thê tử của ta thì phải chia sẻ chứ, phải không? Vì lại mỗi lần gần ả là ta quải lắm, người đâu quá trời một rùi à. Nàng thì khác, nàng có một rùi duyên chứ không có một rùi vô duyên. Nàng có một rùi son ngay lỗ mũi nè, nhìn nó duyên lắm. Ta khuyên mấy ả là mua kem xóa nước rùi bula gì xài đi. Người thì mọc ngay mỏ, người thì mọc ngay mông, mỗi lần nhìn là tới muốn giọng vô mặt rồi. Mà hoàng thượng như ta không gần gũi, mấy ả chửi chết, nên ta phải ráng gồng á, nàng phải hiểu cho ta chứ. Làm hoàng thượng cũng khổ lắm chứ bộ giỡn à. Mà ta nhớ lúc trước nàng cũng có một ruồi mọc với mỏ, nhìn nó vô duyên mà cố. Mà được cái nàng biết khôn, mua kem xóa nốt ruồi bô la về xài, chị luôn được tàn nhang, mụn cốc, mụn cơm, mụn thịt nên nàng mới đẹp. Ta nhìn lúc nào cũng muốn la liếm nàng hết trơn á. Nàng biết bây giờ ta đang muốn gì nhất không? Ta đang muốn nàng lên làm hoàng hậu luôn á, chứ không phải là dương phi hay quý phi gì hết. Mà khổ cái bây giờ hoàng hậu của ta bả chịu xuống. Mày nói nha, đợi khi nàng một ruồi bả rớt thì bả mới xuống. À, bây giờ nàng nghe ta, làm bộ kia ba xài cái kem xóa một rùi bô la đi, nàng mà lên làm hoàng hậu rồi á thì ta dành cho nàng nguyên ống luôn. Rồi ăn cái nha. Sao vậy? Tắt đèn đi, sáng quá khán giả nhìn thấy hết trơn rồi.